Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức tập huấn sơ cấp cứu cho cán bộ, công nhân viên, người lao động công ty cổ phần Pride Group, khu công nghiệp Bình Xuyên. Tại buổi tập huấn, cán bộ, công nhân viên, người lao động của công ty cổ phần Pride Group đã được trang bị kiến thức và kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản như kỹ thuật di chuyển nạn nhân khẩn cấp, sơ cứu dị vật tắc đường thở, sơ cứu ngừng thở, ngừng tim, sơ cứu chảy máu, sốc, sơ cứu vết thương phần mềm, băng bó vết thương. Thông qua buổi tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, công nhân lao động trong công ty những kỹ năng cấp cứu ban đầu khi có tình huống tai nạn xảy ra, giúp giảm thiểu biến chứng và tử vong cho các đối tượng bị tai nạn trước khi đưa đến cơ sở y tế gần nhất. Bên cạnh đó, khuyến khích cán bộ, công nhân lao động tích cực tham gia học cách sơ cấp cứu để có khả năng tự cứu bản thân hoặc hỗ trợ người xung quanh, góp phần đảm bảo an toàn lao động và hạn chế những thương tích nghiêm trọng trong trường hợp không may xảy ra tai nạn lao động. Nhằm giảm tỷ lệ thất thoát, bảo vệ tài nguyên nước và nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc đã ban hành kế hoạch cấp nước an toàn, chống thất thoát, thất thu nước sạch trên địa bàn tỉnh đến năm 2025. Hiện nay, tỷ lệ dân số đô thị trên địa bàn tỉnh được cấp nước sạch tập trung khoảng 77%, trong khi đó tỷ lệ này ở nông thôn thấp hơn rất nhiều. Tỉnh phấn đấu đến năm 2025, ít nhất 85% dân số đô thị được cấp nước sạch. Tỷ lệ thất thoát nước sạch ở khu vực đô thị giảm từ 15% hiện nay xuống còn 10%. Đối với khu vực nông thôn, ít nhất có 70% tổng số hộ gia đình được sử dụng nước sạch theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế, trong đó trên 51% tổng số hộ gia đình được sử dụng nước sạch từ các công trình cấp nước tập trung. Tỷ lệ thất thoát nước sạch khu vực nông thôn giảm xuống dưới 23%. Để đạt mục tiêu trên, tỉnh tăng cường chỉ đạo các sở, ngành, địa phương, các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, cung ứng nước sạch, đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về nước sạch và an ninh nguồn nước, tăng cường các giải pháp khai thác, sử dụng, bảo vệ nguồn nước, hệ thống các nhà máy, cơ sở, mạng lưới tuyến ống cung cấp nước, đầu tư từng bước hoàn thiện nâng cao năng lực cung ứng nước sạch, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khoa học kỹ thuật trong khai thác, quản lý, vận hành hệ thống cung ứng nước sạch, đảm bảo an toàn, tiết kiệm, chất lượng, hiệu quả, thường xuyên kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong khai thác, quản lý, sử dụng nước sạch. Cùng với đường bộ, đường sắt, thời gian qua, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa cũng đã được các cấp, các ngành đặc biệt quan tâm. Nhờ đó, tình trạng mất an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn Vĩnh Phúc đã có chuyển biến tích cực. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, ngay từ đầu năm, lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy đã chủ động xây dựng kế hoạch tăng cường phối hợp với công an các huyện và ủy ban nhân dân các xã thị trấn ven sông Hồng, sông Lô thuộc địa bàn các huyện Lập Thạch, sông Lô, Vĩnh Tường, Yên Lạc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về luật giao thông đường thủy nội địa, các quy định bắt buộc khi tham gia giao thông đường thủy cho chủ các bến thủy nội địa, các cơ sở đóng mới phương tiện thủy và những người thường xuyên tham gia giao thông đường thủy. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát đường thủy đã tổ chức nhiều lượt tuần tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý gần 300 trường hợp vi phạm với số tiền xử phạt gần 300 triệu đồng, nộp ngân sách nhà nước. Các lỗi vi phạm chủ yếu là chở hàng quá quy định, thuyền viên vi phạm nồng độ cồn. Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của các lực lượng chức năng thì mỗi người dân cần nêu cao ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông đường thủy, hạn chế tối đa những vụ việc đáng tiếc có thể xảy ra. Vì và các bạn, đến nay huyện Bình Xuyên đã có 3 thôn tổ dân phố hoàn thành xây dựng và tổ chức khánh thành, đưa khu thiết chế văn hóa thể thao, làng văn hóa kiểu mẫu vào hoạt động. Kết quả đó có được là nhờ sự vào cuộc quyết liệt đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình, ủng hộ của toàn thể nhân dân trong việc triển khai đề án xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu. Có mặt tại tổ dân phố Tam Quang thị trấn Gia Khánh, đi trên những con đường được trồng hoa, vẽ tranh bích họa muôn sắc màu, tiếng cười nói rộn ràng của người già, trẻ nhỏ vui chơi ở khu thiết chế văn hóa thể thao sạch đẹp mới được khánh thành, dễ dàng cảm nhận được niềm vui của người dân nơi đây. Khi miền quê đang sống cả về vật chất và tinh thần dần hiện hữu, xác định nhân dân trong tổ dân phố sẽ là người hưởng lợi từ xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu, nên ngay khi được tỉnh cho làm điểm, người dân Tam Quang đều ủng hộ, đóng góp tiền, công sức, tích cực vệ sinh đường làng, trồng cây xanh. Cảm xúc của cá nhân tôi cũng như toàn thể nhân dân tổ dân phố Tam Quang thì thấy là nó nhanh quá, hoàn thiện quá, nó như một cái giấc mơ của một đêm mà ngày mai nó thành hiện thực.
nó thay đổi một cách toàn diện từ đường, trường, trạm cho đến ánh sáng, cho đến thiết chế cả bên sinh hoạt tinh thần và bên văn hóa tâm linh. Có nghĩa là một cái sự chuyển biến mà nếu mà là con em của tổ dân phố đi năm bữa nửa tháng về đây ngỡ ngàng. Tôi là một người dân thì cũng vận động để cho những tất cả các công dân ở trong thôn là cũng phải để giữ gìn và các cháu và để cho nó càng xanh và sạch và đẹp và bền vững. Bình Xuyên là địa phương đầu tiên của tỉnh có cả 3 trên 3 làng hoàn thành và tổ chức khánh thành đưa khu thiết chế văn hóa thể thao vào hoạt động dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Để có được kết quả này, huyện Bình Xuyên đã làm tốt công tác tuyên truyền, gắn tuyên truyền xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu và các phong trào thi đua yêu nước, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, phong trào xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa. Nhờ vậy, việc xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu nhận được sự đồng thuận ủng hộ của các tầng lớp nhân dân, người dân trên địa bàn đã đóng góp trên 1 tỷ đồng, gần 600 ngày công lao động, hiến gần 750 mét vuông đất. Huyện ủy, Ban Thường vụ đã thành lập 3 cái đoàn kiểm tra của 3 làng này để xem xét là những cái kết quả, những tiến độ và đặc biệt là những cái khó khăn vướng mắc để chúng tôi giải quyết một cách kịp thời nhất. Giai đoạn 2024-2025 trên địa bàn huyện có thêm từ 4 đến 5 làng văn hóa kiểu mẫu. Huyện Bình Xuyên sẽ triển khai thực hiện đồng bộ cả 14 chỉ tiêu, 16 chính sách hỗ trợ theo nghị quyết số 0608 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, tăng cường tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo sự đồng thuận, huy động sự ủng hộ mạnh mẽ, tích cực của nhân dân, bảo đảm người dân tại các thôn, tổ dân phố thực sự là chủ thể, đối tượng hưởng lợi trong xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu. Để công tác tuyển quân năm 2024 đạt kết quả tốt, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Tam Dương tiếp tục chỉ đạo thực hiện theo phương châm tuyển người nào chắc người đó. Hiện nay các xã thị trấn trên địa bàn huyện đang triển khai tổ chức khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự và dự kiến sẽ hoàn thành trong tháng 10 năm 2023. Tại xã Hợp Thịnh, công tác tuyển quân được thực hiện chắc chắn từng khâu, từng bước theo đúng quy trình với phương châm làm đến đâu chắc đến đó. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, thanh niên trong diện khám sơ tuyển đã có mặt đầy đủ tham gia khám tuyển theo quy định. Trong những năm qua, nhân dân rất là đồng tình ủng hộ về cái Luật Nghĩa vụ quân sự 2015. Bên cạnh đó thì là công dân trong độ tuổi nhập ngũ cũng nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với vận mệnh của đất nước, tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đến nay, huyện Tam Dương đã hoàn thành xong công tác sơ tuyển, thanh niên chấp hành tốt lệnh gọi khám sơ tuyển. Toàn huyện gọi khám hơn 1.300 thanh niên trong diện gọi nhập ngũ, tuổi đời chủ yếu từ 18 đến 20. Trong đó có hơn 90% thanh niên tới khám, số còn lại đa phần đều có lý do và sẽ tổ chức khám vét sau. Kết quả qua sơ tuyển, toàn huyện đã chọn được gần 900 thanh niên đủ điều kiện khám sức khỏe vòng huyện. Hiện nay chúng tôi đang ra sức phối hợp cùng với Ban Chỉ huy Quân sự xã thị trấn là đôn đốc huy động đủ số công dân trong độ tuổi gọi nhập ngũ đã chốt với các xã thị trấn. Mục đích để bảo đảm chỉ tiêu của Ủy ban nhân tỉnh cũng như là Bộ Chỉ huy tỉnh giao cho địa phương. Qua công tác tuyên truyền, số công dân đủ điều kiện nhập ngũ đã yên tâm xác định tốt trách nhiệm tham gia khám tuyển bảo đảm chất lượng cao. Hiện nay toàn huyện đã khám 6 trên 13 xã thị trấn. Số lượng công dân tham gia khám tuyển đạt trên 90%. Để nâng cao chất lượng tuyển quân năm 2024 và khắc phục những hạn chế của những năm trước, công tác tuyên truyền giáo dục cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ về luật nghĩa vụ quân sự và các quy định của pháp luật liên quan được Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự huyện Tam Dương tăng cường từ sớm. Qua đó nâng cao nhận thức, ý thức tự giác thực hiện tốt nghĩa vụ quân sự của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân năm 2024.